đường Phan Châu Trinh của thành phố Hội An đây. Chúng ta đang ở số 35 Phan Châu Trinh, Hội An. Đây là quán phố xưa, các món ăn Việt ở đây đặc biệt nổi tiếng với lại món ăn cao lầu. Ở đây có rất là nhiều, nhưng mà món chính là bún chả Hà Nội và cả món phở bò rất là nổi tiếng, đặc biệt rất là thu hút với bạn Hàn Quốc, Nhật Bản. Ở đây có cao lầu và cơm gà nữa. Kim Lý, đây là bà chủ đang dọn dẹp đây để phục vụ khách. Là đây rất là đông, đây là bà chủ và hai người đẹp, người nước ngoài, những cái du khách đang lựa chọn thì cái menu rất là nhiều món ngon của quán. Và phía ngoài rất là nhiều khách đang kéo vào đông, thật là đông tại đây. Rất là nhiều nhân viên order. Các bạn hàng có muốn chả nem cuốn tôm thịt, chả cuốn tôm thịt bún bia cùng với lại bún phở bò. Cực kỳ đông và không có chỗ ngồi nữa, và chủ yếu là khách Hàn Quốc và Nhật Bản thích cái món cao lầu, phở bò và cả cái món bún chả Hà Nội. Và rất là nhiều khách chưa có chỗ ngồi và đang đợi trước đây, phải ngồi đợi để trống bàn để vô. Where are you from? Korea. You stay here how long? 4 days. Yes. Thank you so much. Đây là đường Phan Châu Trinh, hay còn gọi là Phan Châu Trinh đó. Đây là cái quán phố xưa, các món ăn Việt, phở bò, bún chả Hà Nội. Rất là đông khách và rất là nhiều khách phải chờ ở trước để có thể trống chỗ và vô bàn ngồi chờ món ăn mình. Và quán này cực kỳ đông khách đó, các bạn có thể thấy cái không khí rất là chật nhưng mà rất là đông, đông khách du lịch đã ngồi ở đây rồi. Các bạn gọi bún chả và đang check in thưởng thức theo phong cách du lịch của mình. Xem qua cái menu của quán phở xưa ở số địa chỉ 35 Phan Châu Trinh, thành phố Hội An. Salad nhiệt đới 35.000, salad mượn bản mượn 40.000 thôi, cao lầu là 35.000 nè, mì quảng có 35.000 thôi, cơm gà 40.000, hành thánh 40, rất là bình dân, rất là rẻ. Cơm gà nem rán cũng giá 40.000 thôi, gà roti đặc biệt thì có 95.000, gỏi cuốn thì 45.000, nem bún nem và cơm khói cũng có giá 45.000 thôi. Phở gà bún chả cũng 45.000 nè, 30.000 cũng có luôn, bún năm vị cũng có nè, phở lạng 45.000. Đây có bánh xèo và miếng gà luôn, rất là rẻ. Quán phố xưa tại 35 Phan Châu Trinh, thành phố Hội An đây, nổi tiếng với lại phở bò, với lại cao lầu và cả cái món bún chả của Hà Nội. Đây là ông chủ đây, khách liên tục kéo vào. Cho em hỏi là cái món chủ đạo mà thích, khách thích ăn nhất là món gì ạ? Đây món mà mọi người thích ăn nhất đây là bún chả với cả phở, phở bò. Phở bò, giá là bao nhiêu ạ? Đấy là nếu mà bún chả thì 45.000, phở bò nếu mà bát lớn thì là 45.000, còn bát nhỏ là 30.000. Dạ, chỉ có hai món đó là mà các bạn nước ngoài thích ăn nhất không anh? Thích ăn nhất, còn đâu thêm nữa là nem rán và bánh xèo. Dạ. À,
hai món đặc sản của An là mì Quảng và cao lầu. Dạ. Anh ơi, cho em hỏi là quán mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Quán mình mở cửa lúc 10 giờ và đóng cửa lúc 9 kém 15. 9 kém 15 tối. 9 kém 15 tối, 10 giờ sáng bắt đầu mở cửa. Quán mình bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi anh ha? Tầm gần 7 năm rồi. Dạ, rồi em cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh chủ quán và cái không khí khách đang chờ ăn trước nè. Các cô gái Hàn Quốc rất là xinh đẹp, rất là modern, đang chờ để trống bàn cùng với đó rất là nhiều người đó. Món này là món gì chị ha? Món này món gì ạ? Phở bò theo phong cách người Bắc. Khách du lịch đến từ Hàn Quốc đang thưởng thức cái món bún chả phong cách Hà Nội tại quán phố xưa ở thành phố cổ Hội An. Món phở bò, món chả nướng. Đây là cái menu chính thôi, còn những cái món tại quán phố xưa, cơm gà, cao lầu, phở bò, mì Quảng, mì Thánh, hồng trắng, nem, bún chả, cảm ơn các bạn đã ăn bên cạnh. Mọi nhân viên của quán đang order cho khách và xung quanh rất là đông khách du lịch đang ngồi thưởng thức những cái món ngon và rất là rẻ tại đây. Cực kỳ đông vì giá rất là rẻ, mang đậm vào phong cách Việt Nam. Khách luôn lúc nào cũng phải ngồi chờ trước để tới lượt mình. Nhân viên của quán đang đem bún chả Hà Nội cho khách Hàn Quốc thưởng thức. Đầu tiên là check in, chụp hình để khoe bạn bè, sau đó là sẽ cùng nhau thưởng thức. Món này là món gì vậy ha? Nem phở bò. Món ở đây chỉ có 30-45 ngàn thôi nên rất là được ưa chuộng, cực kỳ đông khách. Lúc nào cũng full chỗ ngồi và phải muốn phải
đông khách hàng quốc vậy ạ? Thực sự là quán của mình là giá rất là rẻ và khẩu vị của người Hàn Quốc ấy, và đặc trưng là món bún chả của Hà Nội, phở của Hà Nội là những món rất là đặc trưng, rất là ngon miệng, phù hợp với khẩu vị của rất là nhiều quốc gia, đặc biệt là người Hàn Quốc họ rất là thích món phở bò hay là bún chả và món quả cuốn của nhà mình rất là ngon. Yeah. Hơi nhỏ một chút nên là đa phần là khách phải ngồi đợi. Dạ. Thì mình cho mình hỏi là mình bán full khách như thế này từ mấy giờ tới mấy giờ? Mình bắt đầu mở cửa hàng từ lúc 10 giờ và kết thúc 9 giờ tối. Thì mình bán ở đây là theo đa số là theo phong cách miền Bắc chứ, đúng chị ha? Vâng, đây là món ăn đặc trưng của miền Bắc ạ. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh. Một gia đình Hàn Quốc đang gọi cái món bánh cuốn Hà Nội cũng thích. Tình trạng lúc nào cũng đông khách và full khách tại quán phố xưa 35 Phan Trinh, thành phố Hội An. Và chủ yếu là khách Hàn Quốc rất là đam mê cái món bún chả và cả phở bò Hà Nội nữa. Muốn ăn phải ngồi đợi xếp hàng, cực kỳ đông khách trên cái đường phố cổ Hội An.